Tối ngày 21 tháng 8, chuyến bay chở hơn 50.000 lọ thuốc kháng virus Remdesivir về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lô Remdesivir trong số 500.000 lọ được tập đoàn Vingroup nhập khẩu, tặng Bộ Y tế để phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19. Như vậy, đến nay đã có hơn 120.000 lọ thuốc Remdesivir về Việt Nam. Hơn 50.000 lọ thuốc đầu tiên đã được nhập khẩu hôm mùng 6 tháng 8. Trong đó, Bộ Y tế đã cấp 70.000 lọ chủ yếu đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang là điểm nóng dịch. Remdesivir là thuốc kháng virus được FDA phê duyệt khẩn cấp tháng 10 năm 2020 để điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir có tác dụng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Thuốc đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5 năm 2020. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thuốc được chỉ định cho người bệnh COVID-19 điều trị nội trú tại bệnh viện có suy hô hấp phải thở oxy, thở HFNC hoặc thở máy không xâm nhập. Thời điểm dùng thuốc là trong vòng 10 ngày đầu từ khi khởi phát bệnh. Thuốc được dùng cho cả người lớn và trẻ em, dựa theo tuổi và cân nặng, song thận trọng sử dụng với phụ nữ có thai và cho con bú. Đặc biệt, không chuyển Remdesivir cùng lúc với các thuốc khác. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhiều lần nhấn mạnh Remdesivir được dùng điều trị bệnh nhân COVID-19 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, do các bác sĩ chỉ định tại cơ sở y tế, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng.